Đây thì chắc cũng muốn hát, nhưng mà chị Phương Tâm lâu lắm rồi không có hát, thành ra bữa đó tới đây hát cũng rụt rè, đi với lại hai người bạn vũ sư. Bữa đó thì không có đông lắm, khoảng 2, 3, 4, 7 chục người vậy đó. Nhưng mà cũng vui lắm, thì chị Phương Tâm hát mỗi người chỉ được hát một bài thôi, thì chị Phương Tâm lên hát, không ai cho xuống. Thì nếu mà không có cái đêm đó thì cũng không có cái đêm này. Tôi xin mời Nguyễn Ánh của đêm này. Xin mời anh làm gì? Xin chào tất cả quý vị. Sự thật ra là đã lâu lâu lắm rồi chúng tôi đã được rất nhiều dịp để nghe anh Nguyễn Ánh Chín đánh đàn và chị Phương Tâm hát. Mấy bạn tôi nói là chị hát hay lắm, ít người biết. Sự thực ra là người nào mà phải lớn tuổi, ít nhất là 70 tuổi thì mới biết chị Phương Tâm được. Ngày hôm nay đây, 50 năm gặp lại tại Lạc Cẩm, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín. Và chị Phương Tâm. Và chị Phương Tâm, sau khi hát rồi gặp anh Du, rồi bỏ hát luôn, cái tiếng tăng chỉ vẫn còn nhiều lắm. Dạ, xin mời quý vị thưởng thức Where the Boys Are. Smiling face, a warm embrace.
Ra đời và
Nhạc phẩm này là nhạc phẩm chính trong phim Casablanca. Xin mời quý vị thưởng thức Esperanza. Grammy, Neil Diamond và Barbara Streisand đã làm sân số cả hàng triệu người. Hôm nay, Phương Tâm sẽ sống ra với một giọng nam. Cái giọng nam đó đó là mầm non, nhưng mà hơi bị già. Cái giọng ca nam đó đó, chính tôi cũng không thích giới thiệu thế nào đấy đó. Xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của tôi.
songs. You hardly talk to me anymore. When I come to the door, I see an angel. Tình yêu
trong khi tất cả nhà Phật của anh và tình yêu mọi đời với chị trên 50 năm có khác gì nhau hay không ạ? Trước tiên hết thì Nguyễn Ánh Chính xin kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi không biết đâu thì anh là Xuân Du này đó, anh mang cái mối thù của tôi rồi trên 50 năm nay rồi. Anh cái game trong bụng mà tới hôm nay anh nhất định là anh phải bỏ từ những câu trắc trớ để hỏi trả lời được. Quý vị anh biết anh Hà Xuân Du này anh có mối thù tôi thế nào không? Tôi biết ạ. À, cái gì ạ? Tôi biết ạ. À, anh biết ạ. Dạ, thưa quý vị thế nào? Hồi đó em ở trong trường Viết Xây Già Sa ở Trà Lạc thì anh em chúng tôi học chung một trường với nhau. Thì anh Hà Xuân Du này là học trên tôi mấy lớp. Thì mỗi năm trong trường thì có cuộc thi hát. Thì năm nào cuộc thi hát đó đó thì anh Hà Xuân Du đều hát đứng hạng nhất hết. Mà riêng có cái năm mà 1955 thì chắc đây thì anh kỷ niệm lâu dữ lắm. Thì anh Xuân Du anh mới hát năm đó anh bị hát đứng hạng nhì. Thường thường anh đứng hạng nhất không à, năm đó anh đứng hạng nhì tức lắm. Thưa quý vị, quý vị biết ai hát đứng hạng nhất không ạ? Còn ai vào đây? Dạ, cảm ơn anh, còn ai vào đây? Dạ, tôi ạ. cho tôi xin phép ra đây nhỉ. Cái mộng ca sĩ của tôi cũng thành tôi bèn buồn từ học y khoa và từ thành bác sĩ. Còn anh Nguyễn Ánh Chín đó, anh đứng hạng nhất. Tôi thì coi như là hạng nhì nhưng mà là hạng chót, tại vì có hai người thi thôi.